Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thiết bị An ninh 24 giờ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái tăng sóng wifi Totolink nha các bạn. Cái mã nó là Totolink AX200. Đó, đây là cục tăng sóng wifi Totolink nha. Đây là hai cái anten của nó nha các bạn. Hai anten. Anten này có thể các bạn xoay theo cái hướng tùy ý cho nó phù hợp nha, xây đâu cũng được nha các bạn. Đó, tùy mình để cái hướng cho phù hợp. Ở cái mặt dưới nó có cái cổng LAN, cổng này kết nối với PC, kết nối với máy vi tính á. Cái bên là nút reset. Đó, đây là nút reset. Nút reset này khi các bạn muốn mặc định về nhà sản xuất á thì các bạn ấn vào nha. Các bạn dùng cái kim nhỏ hoặc là cái vật nhỏ đó các bạn đẩy vào giữ 5 giây á, tự động nó reset về nhà sản xuất nha, mặc định về nhà sản xuất. Đây là hai cái chân để cắm vào nguồn điện 220, cắm vào ổ điện 220 nha các bạn. Bạn thấy hai cái đèn nè, hai bên á, một cái đèn là đèn system, một cái đèn system nè, đèn này là đèn system nha. Khi các bạn cắm vào nguồn điện thì cái đèn này sáng lên. Đây là đèn Aten. Khi các bạn cài đặt thành công thì cái đèn này nó sáng lên màu xanh lá cây. Lúc đó là đèn này sáng là cài đặt thành công nha các bạn. Còn khi các bạn cài đặt mà đèn nó không sáng, tức là cài đặt thất bại nha. Đó, bây giờ cắm vào ổ điện, cái đèn system nó sáng lên nè, các bạn thấy nha. Chỉ cần mình cắm vào trong ổ điện là có thể mình cài đặt, mình thu sóng wifi và phát sóng wifi nha các bạn. Rất là đơn giản. Bây giờ các bạn mở cái điện thoại di động lên nha các bạn. Khi mở điện thoại di động lên á, các bạn vào trong phần cài đặt nha. Ở trong mục cài đặt nè, các bạn di chuyển tới cái mục wifi. Di chuyển tới để mình chọn cái wifi nha các bạn. Vào trong danh sách wifi đó. Hiện lên cái danh sách wifi nè. Wifi hiện hành của mình đang là thiết bị an ninh 24 giờ. Đó, sau khi bạn cắm cái Totolink AX200 vào trong ổ điện á, nó sẽ xuất hiện một cái tên là Totolink AX200. Bạn lít vào cái Totolink AX200 nha. Lít vào chọn cái kết nối tới cái wifi, cái cục mở rộng sóng wifi đó nha các bạn. Đó, cái wifi hiện hành của mình lúc này là Totolink AX200. Rồi, các bạn quay ra ngoài, các bạn mở trình duyệt web bất kỳ nha. Tùy theo cái điện thoại mình có trình duyệt gì á, các bạn mở trình duyệt đó nha. Cốc, Google Chrome, vân vân. Ở đây mình cài cái Google Chrome cho nên mình mở cái Google Chrome nha các bạn. Mở lên. Thì ở trên thanh address bar của trình duyệt á, các bạn gõ vào 192.168.0.254. Ok. Đó. Nó sẽ ra cái trang chủ cấu hình của cái cục mở rộng sóng wifi nha các bạn, cái cục Totolink á. Nó sẽ có hai cái chế độ AB. Đó, các bạn thấy chế độ AB nè. Là chế độ điểm truy cập nha. Ở đây mình chưa có cài cái chế độ này, cái này tính sau nha các bạn. Đó. Giờ mình cài cái chế độ là mở rộng sóng. Chế độ mở rộng sóng nha. Tăng sóng á. Quan tâm tới cái chế độ này nha các bạn. Các bạn dùng tay, các bạn chạm vào cái biểu tượng sóng nè. Chạm vào. Đó. Giờ nó hỏi, nó hiện lên một cái danh sách những cái wifi nè. Bạn kiểm tra xem coi ở trong cái danh sách này có cái wifi mà mình cần để mở rộng sóng hay không á. Nhớ nha, cái wifi mà mình để dùng để mở rộng sóng. Cái wifi này mình biết mật khẩu nha các bạn. Có thể là wifi ở nhà mình hoặc là nhà bên cạnh. Biết mật khẩu để mình mở rộng sóng mình sử dụng nha. Trường hợp ở trong cái danh sách này không có cái wifi mà mình cần mở rộng sóng á, các bạn lít vào cái nút quét ở phía dưới nè, xanh xanh ở dưới nè, để bạn quét lại, các bạn tìm cho ra được cái thiết bị phát sóng nha, cái nguồn ở nha các bạn.
Rồi ở đây mình chọn cái wifi của mình là cái wifi phát sóng của mình là thiết bị an ninh 24 giờ nè. Lít vào. Khi bạn lít vào á, các bạn thấy nó sẽ ra hai cái mạng nè, mạng chính nè các bạn. Đó, mạng chính. Ở dưới là mạng mở rộng. Đó, bạn thấy. Thì ở mạng chính của mình á, cái tên hệ thống mạng nó mặc định là thiết bị an ninh 24 giờ nè. Cái mật khẩu bạn nhập vào mật khẩu nha, mật khẩu này mình biết nha các bạn. Trường hợp của mình đây cái mật khẩu là kiến thức máy tính 24 giờ. Kiến thức máy tính 24 giờ. Đó. Mật khẩu của mình nha các bạn. Thì nó sẽ có hai cái option cho mình lựa chọn, các bạn thấy có hai cái chết tròn nè. Đó, hai cái chết tròn nè các bạn. Đó. Cái chết ở trên là tên mạng và mật khẩu không dây mở rộng giống với mạng chính. Tức là các bạn không muốn đổi tên và mật khẩu á, thì các bạn để mặc định. Còn các bạn muốn đặt cái tên mạng và mật khẩu nó khác với cái mạng chính á, các bạn chọn ở dưới nha. Ở đây mình chọn ở dưới nha các bạn. Mình chọn cái option dưới, sửa đổi tên và mật khẩu nè. Chết vào. Khi các bạn chết vào á, thì nó hiện lên cái tên hệ thống mạng nè, các bạn lít vào các bạn đặt tên nha. Ở đây mình đặt ví dụ như trường hợp này mình đặt là tăng sóng đi. Tăng sóng wifi. Đó. Mật khẩu mình đổi luôn nha các bạn, mật khẩu mình đổi lại là 123 ABC 456 nha. 123 A, B, C, 4, 5, 6. Đó, xong. Sau khi đặt cái tên và cái mật khẩu cho cái mạng mở rộng nè, bạn bấm vào nút kế tiếp nha. Đó, nó sẽ ra một cái bảng tổng kết nè các bạn. Mạng chính của mình là tên là thiết bị an ninh 24 giờ. Mật khẩu là kiến thức máy tính 24 giờ nè. Là cái này là cái mạng để phát sóng nha. Cái nguồn á. Còn cái mạng mở rộng tên là tăng sóng wifi, mật khẩu là 123 ABC 456. Này mình đã đổi tên khác rồi nha các bạn, đổi tên là mật khẩu khác rồi đó. Đó. Lúc này mình bấm vào OK cái nó sẽ xuất hiện một cái wifi tên là tăng sóng wifi nha các bạn. Đó, lúc đó nhà mình sẽ có hai cái wifi là thiết bị an ninh 24 giờ và cái thiết bị thứ hai là tăng sóng wifi, bạn chú ý nha. Ok. Đó, ok bắt đầu nó áp dụng thì nó sẽ thông báo cái kết quả nè các bạn. Đó, bạn thấy cái kết quả nè. Áp dụng thành công. Thông tin cấu hình. Vui lòng kiểm tra lại tín hiệu mở rộng theo hướng dẫn sau. Cái số 1 nó có 3 mục nè, 1, 2, 3, 1. Đầu tiên là quan sát xem đèn báo Ethernet của thiết bị có sáng hay không. Bạn chú ý ở trên cái cục mở rộng sóng wifi mà mình cắm vô cái ổ điện á. Các bạn sau khi cài á, thì cái đèn Ethernet nó sáng hay không nha các bạn. Nó phải sáng nha. Nó không sáng là mình đã cài đặt sai đó. Mình phải tiến hành cài đặt lại nha. Còn trường hợp nó sáng, nó chớp sáng lên là ok, là thành công nha. Chớp cái đèn Ethernet nó sẽ sáng lên và sáng màu xanh lá cây nha các bạn. Giờ mình sẽ quay ra cái màn hình chính nha các bạn. Đó, các bạn trở lại vào trong cái mục cài đặt nè. Bạn lít vào cài đặt. Các bạn lít vào cái mục wifi nha. Nó hiện lên cái danh sách wifi á. Các bạn trượt xuống, các bạn thấy nó xuất hiện một cái wifi mới nè. Tăng sóng wifi nè các bạn. Đó. Tăng sóng wifi. Xuất hiện cái wifi mới nha. Cái wifi này mình mới cài đặt, nó chính là cái cục TotalLink AX200, cái cục mở rộng sóng wifi nha các bạn. Bạn sử dụng cái wifi này, các bạn lít vào. Bạn nhập mật khẩu xài bình thường nha. 1 2 3 A B C 4 5 6. Kết nối. Đó, các bạn thấy không? Nó báo bảo mật yếu là do mình đặt cái mật khẩu đơn giản á. Các bạn muốn bảo mật mạnh thì các bạn đặt cái mật khẩu phức tạp xíu nha.
Ví dụ như trong cái mật khẩu nó có những ký tự đặc biệt như Amốc, Thăng, vân vân, và đặt ký tự hoa, ký tự thường, và cái mật khẩu nó dài xíu là nó sẽ bảo mật mạnh nha các bạn. Trường hợp là mình đặt đơn giản cho nên nó báo là bảo mật yếu. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình mở trình duyệt web, mình vào thử coi nó vào trong mạng hay không nha. Đó, mình lướt vào trang Zin đi, zin.vn nè. Ok. Đó, bạn thấy nó truy cập mạng được rồi nha các bạn. Đó, cái mạng hiện tại của mình đang phát từ cái cục tăng sóng wifi Totolink nha. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái cục tăng sóng wifi Totolink AX200. Hy vọng có thể video này có thể giúp ích được các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.